chào tất cả các bạn nha. Mình cũng tiếp tục đi thăm lưới bãi gắn nha mấy bạn, mà bữa nay mình cũng đi buổi chiều nha mấy bạn. Do hồi sáng mình lội luồng lưới không hết mấy bạn ơi. Mình chiều đi thông thường thì mình để bữa nay đi luồng, ngày mai đi luồng, nhưng mà giờ mình tập trung lại mấy bạn ơi. Tập trung lại mình tách ra mình đi cho nó trong một ngày hết luôn mấy bạn ơi. Cỡ này dính yếu quá, đừng ngày mai mình nghỉ được ngày cái mình còn làm những chuyện khác được đó mấy bạn. Tại giờ gắn nó dính yếu quá mấy bạn, bắt buộc mình phải đi trong một ngày gì luôn à. Thông thường thì cách ngày đi ngày, tức nghĩa là bữa nay mình đi luồng này, ngày mai đi luồng kia, bữa kia mình đi luồng trở lại gì đó. Nhưng mà bây giờ do nó dính yếu quá mấy bạn ơi, không có như trước nữa. Mình gom lại đi một ngày một rồi mấy bạn ơi. Mà thông thường cứ chiều mình đi ít nha bạn. Cứ này đi có 20 ta lứa nha bạn. Còn buổi sáng đi mới nhiều, mà buổi sáng cũng thắt nha bạn ơi. Hồi sáng đâu được cũng có 4 con, chứ mình chụp được 1 con nữa 5 con. Còn cứ này thì chưa biết, nãy giờ đi cũng 6 bay tay, nó cũng không dính nha mấy bạn. Thì hành trang của anh em mình cũng hành trang vậy nha mấy bạn. Đây, cái túi đây nãy mình chụp được con gắn máu, mình bắt về cho gà ăn, bỏ đây nha bạn. Còn đây thì lưới mình đem theo có ấy dừng ấy với thuốc hút, với có thêm cái ná thủ nha mấy bạn. Là mình đem cái ná theo, mình thấy mấy bạn trên bạn bắn hay quá, để mình đem mình thử coi có được như ý không mấy bạn. Đây, ná thủ của mình đây, đó. Rồi, vậy đằng trước này con ta mình đi tới thăm luôn nha mấy bạn. Nãy giờ đi mấy tay không có rồi mấy bạn ơi. Tay này không biết sao lại gái hình hình dính vài con đẹp bự bự. Quay đẹp chơi cho mấy bạn xem. Chà, có hàng mấy bạn ơi. Hồ gương nhắn lại. Lại to nha mấy bạn. Nó đực. To. Ừ, thấy không? Đó không? Đó. Chà, nhắn lại này có cái con gì lại cái đấu với nó, bởi vì nó quậy một quần mấy bạn thấy ghê chưa? Này sao ngộ ta? Chưa đi chân ta. Này con chuột hay con bìm bẹp gì? Hay là con gì ấy với nó ta? Nó quậy mấy bạn thấy không, nó quậy một vùng như đây nè, mình mấy nó chưa tái chân nè. Này nó quá mặn, này gắn lại đực nha các bạn. Con này cũng to nha các bạn, con này từ 400 gram tới nửa ký nha các bạn. Nhìn thấy nó gâu gâu chứ nặng lắm, mấy con đực này mạnh nữa nè. Các bạn thấy quậy ghê không, quậy một quặng lại tưởng đâu con gì to chứ không ngờ gắn lại. Rồi mấy con đực nó mạnh hơn cái nhiều lắm nha các bạn. Đó các bạn thấy đã không, con này dính chắc là sáng quá, quậy cũng dữ lắm rồi nè. Vậy cũng te tua lưới chân đã không mấy bạn. Nó đi lại thấy dính cái cảm giác mình cũng khỏe khoắn nha mà. Mình đi thăm mà không dính ngắn, bây giờ nó nào ngay hết mùa mình nó ngay một lội một cử 20 tay này, nó thiệt mấy bạn, hay dính 2-3 con là cũng mừng rồi đó, tại nó hết mùa rồi. Nhưng mà nhờ nó có giá mấy bạn, ví dụ như 2 con 3 con đi nó 1 kg đi thì mình cũng kiếm được 170-180 ngàn nha các bạn. Cử rồi bán 170, mà cái hướng nó đang lên đó mà, đang lãi này nè. Cái hướng nó lay quay coi chừng nó lên 200-300, có năm mình bán nó thiệt mấy bạn, nó mắc hơn hổ hành nhất luôn nữa. Có năm mình bán nó 370-400 ngàn nữa nha, nhưng mà không phải năm nào cũng vậy nha các bạn, cái đó mình không có nói trước được. Còn như cái bữa nay nè, là ngày hôm qua là mình đi bán là nó 170, nhưng mà mấy năm trước đó ha, là cái tháng cả này là nó 200-200 mấy đó, sao bây giờ nó có 170 à. Mà ngược lại mấy năm trước hổ hành ghẻ nha, bây giờ hổ hành vẫn còn cầm giá đó nha mấy bạn. Nó xuống không nhiều, giờ muốn nhớ mình lại rồi. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây, mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha. Tại mình đi có mình lên nha mấy bạn. Đây là khu vực bờ cam nha mấy bạn. Này mình chui vô trong bờ cam mình đi nè nghe mấy bạn. Ở trước đây mình có con tay, nãy giờ thăm cũng 6 cái tay, nó dính con mấy bạn ơi. Con nãy mình có quay cho mấy bạn xem đó. Đó con này một nè. Thành quả bữa nay được con nhiêu đó. Đó. Rồi mình đi tới tay tiếp theo mình luôn nha mấy bạn. Ở trước mặt này mình có con tay nữa các bạn. Bò này hơi khó đi nha các bạn. Này vườn cam. Chui vô mấy bò này giờ văng núp trong mấy cái vườn này, vật nay còn gắn lại gai bạn ơi, còn mày ruộng thuốc quá. Thuốc kia gắn nó chết cũng bớt nha bạn ơi. Đây dưới đây mình có con tay nha các bạn. Ờ, dính con các bạn ơi, dính con lãi rồi đây. Ờ, con này có trứng nha mấy bạn. Bởi nó lú ra khúc dài thì ghê nè, các bạn thấy không? Dính được con sao nè. Đó, dính được cái trứng đó đó nha các bạn. Gắn này cũng to hung, gắn này khoảng 250-300 gram mấy bạn ơi. Đây, nó nằm ghe lú ra, được, các bạn thấy không? Gắn trứng thì quê mình nó cũng, bạn hàng cũng hay chê lắm nha các bạn. Tại vì gắn trứng nó rẻ hơn nha các bạn. Còn gắn kia thì có giá, chứ gắn trứng thì nó mua gắn giạc nên không có giá hung. Nên mình văn mình cũng trông cho dính đừng có trứng. Nhưng mà cỡ này trở lên có gắn trứng đi là gai nha mấy bạn. Như mấy gắn cụ, mấy gắn mà đẻ gọi ra hổ hành con cành đó, mà mình ở đây thì hổ hành hiếm quá các bạn ơi, bị đồng nghiệp, mấy đồng nghiệp văng chân, đồng nghiệp bẫy chứ, bẫy lợp á mấy bạn,
chứ còn giăng lưới thì vùng mình đây cũng có nhiều người giăng vậy, nhưng mà cũng ít có cao thủ, chứ người ta chỉ giăng số kiếm ăn đa số nha các bạn, chứ ít có giăng bán lắm. Còn có sư phụ mình á, mà sư phụ mình cách đây xa lắm, có sư phụ mình giăng hay đó. Sư phụ mình thì giăng nói chung á là không xuống lưới thôi, còn xuống một cái là 500-600 tay không các bạn, chứ không có giăng ít. Mình sư phụ mình đi lội hay quá, mình lội không nổi bạn. Sư phụ mình năm ngoái lên cạnh đồng này giăng cũng gần với mình đây nè, ghé chơi mỗi lần mà ghé là 5-6 kg, 6-7 kg mà chưa thăm hết lưới nữa các bạn, giăng tới 600 tay luôn nha các bạn. Rồi giờ mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng video đây để mình xử lý con rắn này, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem ha, tại đi con mình nha các bạn. Giờ này mấy bạn thấy không, quá chịu luôn nè, đó chiều mây sập xuống luôn đó các bạn ơi. Tại vì ban ngày mình sáng mình đi thăm cử trên này, buổi chiều về mình gà vịt đồ xong rồi cái chiều mát này mình mới lội tăng nữa nha mấy bạn, tại luồng này ít. Rồi cho mình nhìn đây nha các bạn. Rồi trong đây mình cũng có mấy tay lưới nữa nghe các bạn, trong đây có hai tay, mấy bạn nhớ khung cảnh quen thuộc không, trong cái rừng Quang Du này nghe mấy bạn, hai tay trong đây là có một tay được cử rồi, mình cử trước, cử thì cử đó, mình đi thăm với con hổ ngựa đó mấy bạn mà bị chuột cắn đuôi đó, thì ở đây đó. Bây giờ mình đi dài vô test dài vô luôn nha mấy bạn. Bữa nay chiều quá rồi, mấy bạn ơi, tối sùm trời cho mấy bạn thấy không, mà không còn hơi muốn chuyển mưa nữa, bởi hơi lúc thì mình thấy sáng, lúc mình thấy tối. À, tay đầu tiên à, có hàng mấy bạn ơi, cái gì quá quậy vậy. Mấy bạn ơi, hai con mấy bạn ơi, hình như hai con phải ta, ừ hai con mấy bạn ơi, quá đã mấy bạn ơi. Đây một em nhổ đài luôn, quậy ghê luôn, tưởng gì đâu không ngờ dính hai con nha bạn. Đây, ủa chuyện này kỳ quái nha mấy bạn, từ đó giờ mình mới gặp nha bạn, cái này dính một cặp, mà một cặp gắn hổ gắn gắn này người ta kêu nhầm con là gắn hổ mây, còn dùng mình kêu gắn lãi nha bạn, một cặp mà tại sao một cặp này lại là một cặp gắn đực không à mấy bạn. Từ trước tới nay mình mới thấy đó mấy bạn, hồi đó giờ nó chỉ dính một cặp là một con mái, một con cái như một con đực nha bạn, còn chiếc này hai con đực không mấy bạn nè, hai con này đực không, không có con nào cái chân mấy bạn ơi. Không để hai này nó quýnh lộn nhau dính mấy bạn. À, cái luồng này bỏ vậy đây mà vậy mà giờ cũng có thành quả nha các bạn, để mình dẹt dẹt ra mấy bạn cho chống chống mấy bạn dễ nhìn đó. Mấy bạn thấy hai con đã thấy ghê không, một cặp luôn nha mấy bạn, mà hai con đực không mà mấy bạn ơi. Đã rồi, hồi nãy thành quả mình được hai con nha mấy bạn, bây giờ hai con nữa là cử này vượt 4 con nha mấy bạn, còn cũng có không nhiều tay lưới nữa hết rồi mấy bạn ơi. Hên quá, vậy là bữa nay đi nói thắt thắt chứ cũng đỡ mấy bạn ơi. Đây à, bạn nhìn thấy đã không, một cặp nha, quá tê, đi lại nhìn cặp ổng gài cũng lâu lâu rồi mà thì không cử trước con clip mình cũng dính cặp gì các bạn, mà con cái với con đực mà nhỏ hơn cặp này nha bạn, còn hai con này là từ giá 800-900 gram là nghe bạn, thủ 800 xiền đó nè, các bạn thấy nào nay nó bự nè, nhổ luôn cái đài kìa, hai con lượt luôn, cặp này là cặp bự luôn. Mấy bạn nhìn đã không, đó hai con hai cái đuôi rõ ràng đó nghe mấy bạn. Rồi mình đi cũng có mình ơn nha bạn, mấy bạn thông cảm cho mình tạm ngưng video đây, rồi mình đi tới tay tiếp theo á mấy bạn, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha, tại mình đi có mình thôi mấy bạn. Rồi cho mình tạm ngưng đây. Rồi nãy mình tưởng mưa không mấy bạn ơi, trời cũng qua mưa rồi nè mấy bạn, hơi tối thôi chứ qua mưa rồi, nãy mình chuyển mưa mà mình tưởng đâu tối, không ngờ nhìn lại cục mây trên trời đen chân mấy bạn. Rồi đằng trước là mình có tay nha các bạn, cái tay cho con trước này là lúc trước mình dính con gắn lãi mà mình lại mình test cho mấy bạn xem, mà nó tụt một cái nhảy xuống mương đó mấy bạn. Bữa nay sao đây, à có hàng nữa mấy bạn ơi. Ồ bữa nay còn hổ nón nha các bạn, con này nhỏ mấy bạn ơi, con này theo mình đi mình bộ mới dính là gì chứ mình đi lại chậm chậm dám nó chui ngang luôn các bạn nè, kìa kìa, thôi nay mình chụp nó nghe mấy bạn cho chắc ăn mấy bạn ơi. Rồi rồi tí xíu đi nè mấy bạn thấy không, nó nhỏ nó muốn lọt lưới luôn mấy bạn, nó nông mặt lưới nè. Đó, 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 trời, trời ơi nè, các bạn nhìn thấy đã không? Mình đi lại chậm chút là gầu y gan con bữa hổm nữa nha bạn. Bạn nhớ ta lưới này bữa hổm nó tụt xuống dưới mương này không? Nè, được rồi, mình đang đứng quay quay gì mấy bạn, nó nhào xuống đó mình chụp không kịp, nó lặn nó lội mấy bạn. Còn bữa nay thì dính hổ ngựa tí xíu lọt ngang nữa nè. Hổ ngựa này nhỏ bạn ơi, hổ ngựa này chừng 300 gram à. Phải dính mẹ ngắn lãi đi. Ngắn lãi giờ quê mình lên giá nữa đó nghe mấy bạn. 180-190 ngàn lên được 20 ngàn ký nữa đó nghe mấy bạn. Còn gắn lãi hổ ngựa này thì quá bé mấy bạn ơi, hổ ngựa này thì rớt chạn rồi, 450 gram ta mới lấy gắn nhất nha mấy bạn, còn con này chừng 300 gram ha, con này đưa gắn vẹt nữa đó mấy bạn ơi, phải dính luôn con nữa cho ngon chứ. Đây thành quả nãy giờ của mình đây, bạn thấy không đó, để mình lấy ra mọi người.
vừa cầm có tay à, vừa quay vừa cầm có nha bạn. Đó, được bốn chú đó nghe các bạn. Có nãy dính cặp mà từ trước tới nay mình mới thấy lần đầu tiên luôn mấy bạn. Có vụ nó dính một cặp gắn đực không ạ? À? Hai con gắn lại đực chà bá nè. Các bạn nhìn thấy đã không, mạnh kìa. Có dương lên kìa, hai con đực không ạ? À? Hai con đực đó cậu 800 g trên 800 g luôn. Mà cỡ này gắn cái cũng có đi lai gai nha các bạn. Ba gắn cái đi không gà nhiều luôn chứ lai gai gì. Gắn trứng nhiều quá. Mấy con gắn trứng mà gắn lãi nha mấy bạn, lên bàn hàng chơi quá mấy bạn ơi. Lên bàn hàng nó đi gắn vẹt không đó nè, con mình mới chụp nó nè các bạn. Mình sợ tí xíu nữa nó giọt rồi mình nhờ mình chụp nó nè. Tí xíu nó xảy nữa rồi. Thôi giờ mình đi con mình, mấy bạn cũng thông cảm cho mình tạm ngưng đây nha các bạn. Mình bỏ nó vô rồi xong mình đi tới tay tiếp theo mình có dính mình test lại mấy bạn xem. Chứ giờ tay mình cầm con gắn diện tay mình cầm máy gì rồi mình không thể nào thấy được, bỏ vô được nha các bạn. Thôi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây đi. Rồi, mình đi về tới khu vực vuông cá cha nghe mấy bạn. À, đây, ở đằng trước này mình có con tay nữa nha các bạn. Rồi, nãy phe với mấy bạn chơi nha. Mình đã ná thủ được một em miền Việt nha các bạn. Mà tại mình đi một mình ơi mấy bạn, mình không có thể nào quay cái cảnh mình bắn lại được nha các bạn. Để mình coi có máu không cái mấy bạn ơi. Tại vì bắn cái này YouTube nó không có cho phép máu. Đây, mấy bạn thấy mình bịp đã không? Mấy bạn thấy mình cũng hay không? Ná thủ nghe mấy bạn. Đây, ná thủ của mình đây. Được một chú bìm bịp đó, các bạn thấy đã không? Tại vì mình không dám quay cái chỗ vết thương nha các bạn, tại vì mình bắn nó máu YouTube nó không cho phép nha các bạn. Bữa nay thành quả cũng trúng nha bạn ơi, mà bữa nay mình có nhiều cái chuyện lạ lắm mấy bạn nè. Mấy bạn thấy khi mà mình bỏ con gắn vô trong cái túi gắn trứng nó đẻ luôn nè mấy bạn, đó nè nó đẻ trong túi luôn nè. Các bạn nhìn thấy đã không? Đó. Mình đi cái này mình cũng không hiểu, bỏ vô đây làm như nó mắc đẻ quá đẻ luôn nha các bạn. Cảm gà mình có cảm tới giờ chưa hết nha các bạn, thông cảm giùm nha. Đó, mấy bạn thấy đã không? Đường túi gắn bữa nay coi như buổi chiều nay nói thắt thắt không gà nói cử mấy cử này mà bữa chuyến này nó bật lại cái trúng quá nha các bạn. Được nhiều con đó mấy bạn. Rồi, thôi mình đi tới tay tiếp theo luôn mấy bạn ơi. Đây, ná thủ đem vô. Dạ, ô sư phụ, đây là ông chủ vuông cá đây nha mấy bạn. Để mình để vô mình đi tới tay đây mình test cho mấy bạn thêm luôn. Ồ, đây có hàng nữa mấy bạn ơi. Ồ, ở đây dính gắn lãi nha mấy bạn. Đây. Bạn thấy đã không? Dính lại nằm một đống đã không? Gắn này mới dính thì gì còn bóng quá nghe mấy bạn. Còn đây là ông chủ nuôi cá nghe mấy bạn. Đó. Này không hình hả? Này gắn lãi sư phụ. Nè, gắn lãi. Dính được gắn lãi à. Đó mấy bạn nhìn thấy đã không, thành quả mình bữa nay buổi chiều là cũng như là ngon lành nha bạn. Đây một túi đây nè mấy bạn ơi, còn gắn này vô đẻ ăn trứng luôn nè, chuyện lạ có đạt luôn đó. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây, mình xử lý con gắn mình đi tới ta tiếp theo, có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha. Mình hổm gà cảm qua mình nói chuyện nó bị ho, mấy bạn thông cảm giùm nha. Rồi cho mình xin dừng đây mấy bạn ơi. Rồi mình về tới nhà nghe mấy bạn. Đây là trại gà mình đây mà bạn đó. Còn ở đây là trước nhà mình nghe bạn, còn đây là trại mình ngủ giữ gà đây nghe mấy bạn. Đây thành quả bữa nay đây mấy bạn ơi, buổi chiều bữa nay là nói chung chúng to luôn đó mấy bạn ơi, 20 to lớn mà dính 6 con này mấy bạn thấy không, mà ngặt cái nó không có bự nha bạn, không có hổ ngựa nhỏ, có hai con gà lại bự nè, còn mấy con kia không bự không. Mấy bạn thấy lạ thường không, bữa nay nó đẻ trong đây luôn mấy bạn. Bữa nay đi nói chung là nhiều chuyện lạ lắm nha bạn. Hồi đó giờ mình đi văn là chưa có vụ mà dính một cặp gắn lãi mà cặp gắn đực nha các bạn, chứ một con cái một con đực thì thường xuyên, mà còn cái này nó dính một con hai con đực không nha các bạn. Nãy con ta dính hai con đực đá lắm các bạn, còn đây thì con này thì nãy nó xém chứ đi luôn nè mấy bạn thấy, vừa đi lại ngay chăng ta lớn mà đợt trước gắn lãi nó xảy, gắn lãi xảy mấy bạn, nãy nó vừa chui ra vừa lọt nhà ông chập dính nè các bạn. Rồi còn đây là một em bìm bịp nha bạn, vì nó có mình bắn nó có máu nên mình không dám quay cặn quá nha bạn. Đó, ná thủ mình nha bạn, đem ná thủ bữa nay cũng vớt vát được một chú bìm bịp nha mấy bạn. Mình chơi bắn bằng ná dây thun mấy bạn ơi. Đó, cho khỏi tốn tiền mua mấy ngàn hai ngàn dây thun là về thắt cái nạn dư luôn nha mấy bạn. Đó, một buổi chiều nay là nói chung là trúng nghe mấy bạn nè, hai cặp gắn lãi nãy mấy bạn thấy gắn lãi hết bự không, hai gắn lãi chừng 800 g hai gắn được không à, hai con nữa nè đó, hai con gắn lãi bự chà bá nghe bạn. Bữa nay nói chung buổi chiều là mùa này mà vậy là trúng to nghe mấy bạn. Này đây còn con nào không, mấy bạn thấy mắt nó đỏ thì ghê hồng đó, con nó già lắm nữa nghe mấy bạn. Đó, mấy bạn coi sai cánh này nè đó. Đó
Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng video đây nghe mấy bạn. Nếu mấy bạn xem thấy vui nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ nghe mấy bạn, để ủng hộ anh em mình có tinh thần làm những video tiếp theo nghe mấy bạn. Bây giờ mình cũng máy bay, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.